Vào cuối thời kỳ nhà Ngô, ở động Hoa Lư, Châu Đại Hoàng có một cậu bé là con trai của thứ sử Hoan Châu, Đinh Công Trứ, tên là Đinh Bộ Lĩnh. Ngay từ khi còn nhỏ, Đinh Bộ Lĩnh đã thể hiện là người có tư chất phi thường của bậc đế vương. Tất cả chú ý, từ giờ trở đi, bông lau trong tay ta chính là hiệu lệnh. Thi tuân lại. Chia làm hai đội, tả thung lau, hữu thung lá. Tốc chân. Đinh Bộ Lĩnh với tài thao lược của mình đã lần lượt đẹp yên sứ quân thống nhất đất nước. Năm 968, ông lên ngôi vua, mở đầu triều đại nhà Đinh, đặt tên nước là Đại Cổ Việt, đóng đô tại Hoa Lư. Oh.
tình yêu Việt Nam son sắt từ cây chúa mang thương thời nó cùng thời cuối voi lên màu trong đồng trắng sư vàng dòng cháy thời gian hóa thân từ đau khổ lầm than người Việt Nam là vòng tay tiếng mãi tự hào con cháu.